Vì đã có những lúc anh ghét cuộc sống, nhiều lần định tổn thương bản thân, không cho bất kỳ ai tới gần. Ngày tháng đó có lẽ với anh là những kỷ niệm buồn mà anh muốn quên, chẳng muốn nghĩ chỉ một lần. Rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra cứ vô tư và lạc quan lên em ơi, chỉ là không yêu thương thôi.